Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc tất cả quý khán giả, bà con, cô bác trên toàn thế giới đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc và năm mới có nhiều niềm vui, thuận lợi, làm ăn phát đạt. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành Phương Văn trong suốt chặng đường thời gian qua. Hôm nay Phương Văn đi trung tâm siêu thị của Gigamon, một trong những trung tâm lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Quay một số cái cảnh mà trang trí Giáng sinh cũng như là trang trí cho mừng năm mới, thì Phương Văn xin phép quay lại và cũng nói lời cảm ơn tất cả quý vị khán giả, bà con trên toàn thế giới ủng hộ Phương Văn trong cái thời gian qua. Kênh Phương Văn Official và kênh Phương Văn Người Trong Cuộc. Hôm nay Phương Văn quay cái cảnh Noel để chúc tất cả quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một năm mới thật là an vui, hạnh phúc, đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ. Đây là cái cây thông cao chắc khoảng tầm 10 mét. Quý vị khán giả quay để làm kỷ niệm và năm mới chúng ta sẽ hy vọng gặp nhiều thuận lợi. Đây là cái tòa nhà của trung tâm thương mại, nó rất là lớn luôn, rất là lớn. Phương Văn bay xuống từ từ nha, nó rất là lớn. Ở đây là 8 tầng, 8 tầng. Ở đây là cái thang máy là đi cao vút luôn, 8 tầng, rất là cao. Cây Noel, cây thông Noel hôm nay trang trí rất là hoành tráng luôn. Nếu mà bằng đêm á, ban đêm thì sẽ chiếu đèn lấp lánh quý vị khán giả, còn hiện tại thì chưa có bật đèn. Bây giờ Phương Văn đi vào phía bên trong, khám phá phía bên trong, xem coi phía bên trong trang trí như thế nào. Ở đây là cái cửa lớn, khi mà khách ra vào là cái cửa lớn này. Và ở đây là khu vực của cái đường Phạm Văn Đồng, một trong những cái đường lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đi qua trung tâm thương mại. Đây là cái sảnh lớn để đi vào, có nhiều cái cửa vào, nhưng mà ở đây thì cái cửa chính. Khi mà du khách cũng như là những người mà người ta đi siêu thị, người ta đi trang trí, mua sắm trang trí này kia nọ, thì ở đây là cái view rất là đẹp, để cho mọi người sẽ có một cái khung hình rất là đẹp ha. Cái khung hình rất là đẹp. Ở đây trang trí trái châu nè. Năm mới hy vọng sẽ mọi điều tốt lành và đến với quý bà con. Đây là Gigamon. Năm nay trang trí rất là hoành tráng luôn. Bây giờ thì chưa có đèn, tại vì buổi còn hơi sớm. Quay phía bên ngoài, phía ngoài hồi nãy là cây thông Noel đó, ở đây là cái tháp nước. Còn cái phía ngoài đường nữa là xe ô tô, xe máy và các loại. Ở đây là những cái bảng hiệu. Và ở trong Gigamon thì có rất là nhiều tầng, tầng ăn uống, tầng mua sắm, tầng vui chơi, tầng xem phim giải trí. Ở đây là khu vực quán cà phê. Và hôm nay thì có vẻ rất là đông, tại vì đêm nay là đêm Giáng sinh, cho nên là gia đình đi chơi rất là vui vẻ, dẫn những trẻ em đi ăn uống. Ở đây khu vực McDonald's. Khu vực McDonald's này thì một tí xíu Phương Văn cũng dẫn con trai thích ăn gà gác. Và có đôi lần Phương Văn cũng đã đi đến đây quay rồi quý vị khán giả, đi đến đây quay, nhưng mà hôm nay thì có những cái cảnh mới mẻ, thành ra đi review lại để cho khán giả xem, cập nhật có những cái điều nhiều điều mới mẻ ở Gigamon. Đây có cây thông phía bên trong thì bây giờ bắt đầu người ta mở đèn. Đây là khu vực dưới sảnh nha. Thì cũng có cái khu vực ẩm thực, đó là McDonald's nè. Rồi khu vực buôn bán những cái khác.
những mặt hàng giống như quần áo nè, phía bên kia quần áo, rồi những cái khu vực mà uống cà phê, trà sữa, vân vân. Nói chung là khi mà bước vào Gigamon thì tùy mọi người muốn chọn khu vực nào để đi hoặc là đi tham quan. Đi hết 8 tầng thì cũng khá mỏi chân. Đây là cái khu vực uống cà phê. Hôm nay thì Phương Văn review lại của trung tâm thương mại. Sau thời gian thì cũng có những cái đổi mới và những cái điều, nhiều điều mới mẻ hơn, đẹp hơn. Rồi, bây giờ đi lên cái khu vực thang máy. Đi thang cuốn chứ. Khu vực đi thang cuốn. Này, Wayne's Coffee. Wayne's Coffee. Đang di chuyển thang cuốn nha. Đang di chuyển thang cuốn. Đi lên trên lầu. Rồi, tới khu vực trên lầu rồi. Khu vực này để Phương Văn quay lại. Ở đây trang trí cái đèn chùm phải nói là quá hoành tráng luôn. Đây nó có nhiều cái đèn. Mày mở lên nè. Đó, tới phía trên luôn. Tới trên lầu luôn. Đó. Cái đèn chùm mà thả dây xuống dài xuống tới dưới luôn. Rồi. Ở đây là 8 tầng lại nha. 8 tầng lại vui chứ nhỉ. Khu vực này thì bán đồ trẻ em đó. Đây là cái khu vực mà hồi nãy Phương Văn bước vào là khu vực chính. Rồi bắt đầu mọi người di chuyển đi lên lầu tùy theo cái khu vực của mình đó. Họ bán rất là nhiều sản phẩm luôn. Phía bên này thì có một cặp đôi, chắc là người Ấn Độ. Đây, những khu vực bán đồ thời trang. Và có những cái khu vực mà mua bán những cái đồ mà về massage. Đi một đoạn thì chúng ta sẽ có thang máy hoặc là thang cuốn đi lên. Đây là khu vực mua sắm, hút mắt, v.v. Để Phương Văn đi review hết trong 8 tầng nha quý vị khán giả. Đây là tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo. Đây là di chuyển nè. Thang máy đang di chuyển là Phương Văn review trên. Ở phía trên đó là tận ở phía trên đó là cái tầng 8, tầng cuối cùng là tầng xem phim. Rồi, tới rồi. Đây là cái khu vực tới đây là rất là thơm mùi luôn. Tại vì buffet, nướng, lẩu, hàng Nhật, nói chung là các loại. Đi lên khu vực này là đói bụng. Khu vực này cũng là khu vực của nhà sách luôn. Đây. Thì tầng nào cũng có ẩm thực để cho quý bà con tham gia ăn uống, vui chơi, giải trí, nói chung là các loại. Ở đây để là chữ food town. Khu vực ăn uống mua sắm. Lẩu tôm 5 ri. Đây
đây là khu vực của nhà sách Pharmacia Bookstore các bạn. Đó. Ở đây nhạc quá rồi, nhạc to quá rồi, chắc có lẽ phải tắt thôi. Dạ. Ở đây họ bán nè, đồ trang trí Noel, cây thông. Nói chung là rất là nhiều đồ trang trí để cho quý bà con mua sắm. Tới đây nhạc to quá. Rồi, khu vực tiếp theo, tầng thứ tư. Đây, tầng thứ tư. Đó, thang máy đang di chuyển, thang cuốn đang di chuyển lên trên. Thứ tư, thứ năm gì rồi. À, đây là khu vực cũng là ăn uống, cà phê. Đó. Và những cái gian hàng người ta bán. Bán đồ trang trí Noel, cà phê, nướng thịt có đôi. Ở đây nướng thịt có đôi nè, 300 mấy. Đó, khu vực này là thơm phức luôn quý vị khán giả. Ở đây là khu vực ăn uống hải sản. Đó. Cho nên là khi mà vô đây là rất là nghe rất là thơm ngon. À, nội nghe cái mùi không là đã hấp dẫn rồi, nướng thơm dữ lắm luôn á. Khu vực gối nệm. Ở đây nhiều gian hàng lắm, đi hoài không hết luôn á, đi hoài mỏi chân luôn. Ở đây là cái giường, thấy cái giường rất là dễ thương không, rất là hấp dẫn luôn, nệm giường này là các kiểu chăn ga gối nệm, chăn ga gối nệm, thấy cái giường rất là đẹp ha. Bên thì bán chăn ga gối nệm, bên ngoài thì bán đồng hồ, còn bên kia thì lại là ẩm thực vân vân. Nói chung là các loại, ai có nhu cầu ăn uống thì ghé qua liền. Đi mệt rồi, hồi chắc Phương Văn cũng dắt con trai coi coi đi ăn cái gì. Hôm nay là Giáng sinh rồi, hy vọng là mùa Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn. Tại vì trong 2 năm qua bị dịch Covid-19 á, thì mọi người cũng bị lockdown. Hầu như là ở Việt Nam cũng 6-7 tháng lockdown. Mọi người ở nhà và đi ra ngoài đường cũng rất là hạn chế. Hầu như trên toàn thế giới bị ảnh hưởng chung là đại dịch Covid-19. Năm nay thì đã khởi sắc trở lại, mọi người buôn bán kinh doanh để củng cố lại nền kinh tế cũng như là tài chính kinh doanh cho mỗi gia đình. Đây là khu vực ăn uống. Đây khu vực ăn uống rất là đông. Đây là khu vực ăn uống ẩm thực này. Khu vực ăn uống ẩm thực, hầu như ở trong Gigamon này tầng nào cũng có khu ẩm thực ăn uống hết trơn á mọi người. Cho nên là chúng ta đi chỗ nào cũng có thì ăn, không sợ đói hoặc không sợ thiếu. Giống như mình đi cà phê thì cũng đi bên ngoài đi được, và bên trong thì khu vực ăn uống. Thôi bây giờ tạm nghỉ chân đó, giờ mỏi chân quá rồi, Phương Văn tạm nghỉ ở trong khu vực này, tạm dừng chân đây. Đây là cái khu ẩm thực này nha quý vị. Ở đây là cái khu vực ghế chờ để cho khách, bà con mà đi mỏi chân giống như Phương Văn nè, bây giờ đang ngồi nè. Và ở đây ta cũng để cái bình để uống nước nữa, cái bình, cái ly để uống nước. Thế lấy đi em. Đây khu vực uống nước.
đây khu vực ăn uống đó. Ở đây có bàn ghế khi mà đi mỏi chân cũng có chỗ ngồi. Ở đây các chú sâu xe chạy vòng vòng á cho các bé, xe chạy vòng vòng cho các bé này. Tới đây là cái khu vực xem phim, đây là khu vực xem phim nào quý vị khán giả. Ở đây là phim 3D, khi mà mình vào xem á thì mình phải đeo cái mắt kính chuyên cho xem phim 3D. Còn phía trên này là cái tầng cuối cùng rồi. Họ trang trí lao phong giống như một cái bầu trời vậy đó. Ở đây là tầng cuối cùng rồi. Ở đây là khu vực xem phim. Khu vực xem phim nhưng mà họ cũng có khu vực ẩm thực. Họ có khu vực ẩm thực, ăn uống. Đây là khu vực xem phim. Đó, khu vực xem phim. Ở đây là cái cửa vào cái nơi mà xem phim đây. Còn tầng trên cùng nữa thì cái tầng này lên là quay không có được, tại vì bên đó là chơi game á, ồn lắm, cái tiếng ồn rất là ồn. Khu vực này thì khu vực ăn uống thôi. Còn ở đây cũng có cái không gian chơi Teeny World cho các trẻ. Nói chung là các trẻ trong này là chơi tất cả các trò chơi, ở đâu cũng có. Ở đây là khu vực gì của Hàn Quốc nè, ăn uống ẩm thực, ăn uống ẩm thực của Hàn Quốc đó. Phương Văn đã đi một vòng hết của Gigamon rồi đó. Năm nay cũng có nhiều cái mới mẻ, có nhiều khu vực gian hàng mới và họ tổ chức bài biện rất là hoành tráng. Và năm nay thì một năm khởi sắc sau khi Covid-19 đã đi qua, hiện tại thì đã tạm ổn rồi. Cho nên là khi trở lại, bà con cô bác rất là vui và háo hức đi mua sắm, ăn uống rồi vui chơi giải trí, nói chung là các loại. Đây là Giáng sinh, Giáng sinh rất là hoành tráng luôn ha. Đó, đây cây thông, đây Giáng sinh rất là hoành tráng. Ở đây họ trang trí lúc nào cũng rất là đẹp hết. Khu vực ăn uống. Thế thì Phương Văn xin phép kết thúc cái video ở đây. Mong rằng là tất cả quý vị khán giả xem thực tế cái video Phương Văn đã đi quay review trong khu vực trung tâm thương mại lớn của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mong tất cả quý bà con, cô bác luôn đồng hành ủng hộ Phương Văn. Và kết thúc video, Phương Văn xin kính chúc tất cả quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một ngày Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc, cũng như là lời chúc tốt đẹp nhất cho một cái năm mới khởi đầu mới, mọi điều tốt lành, may mắn và thuận lợi. Xin cảm ơn tất cả quý bà con, quý khán giả đã đồng hành cùng Phương Văn, Official và kênh Người Trong Cuộc. Một lần nữa Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.